Annyeonghaseyo, konnichiwa tất cả mọi người. Mọi người ơi, hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đến một cái chỗ u lè, trời ơi mà chắc là ai cũng khoái luôn á. Bởi vì chính bản thân mình còn khoái muốn chết luôn về mọi người. Thì ở đây á, chính là một cái mà giống như là một cái khu á, gọi là khu trung tâm á, mà nó có rất là nhiều các cái máy mà gấp thú bông này. Mọi người ơi, u lè trời ơi, mọi người có nhìn thấy cái gì đây không? Đây chính là cái con trung hồng của mình nè mọi người. Ủa, tự nhiên sao lại có tôi ở đây đây? Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Dung Hồng của Tây Hộp Bi Xí Mụy đây, nhưng mà là mình á, chứ không phải là cái con Dung Hồng ở trong cái máy kia đâu nha. Mọi người đừng có hiểu lầm nha. Mình đang ở nhà á, còn bà đang đó thì bà đi chơi gì đâu, ai biết bà. Nhìn cái con này á mọi người, nó mập y chang như là cái con heo hồng ở nhà của mình á. Cho nên tí nữa nhất định là mình sẽ phải ra là mình câu cái con này thử coi là có câu được nó không nha. Ở đây thì có rất là nhiều các loại thú bông luôn, nó có nhiều hơn so với lại cái chỗ mà hôm trước mình đi á, rất là nhiều. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều trai xinh gái đẹp mẹ đi gấp thú luôn mọi người ơi. Thì không biết hôm nay là mình có gấp được cái gì không đây, nhưng mà u lại chỗ ơi, cái bà nào bà đang bưng cái con khủng long to quá trời to màu xanh kìa mọi người. Trời ơi, con nào con nấy nhìn nó cũng cute hết á, thế này thì tiền nào mà chịu cho nổi. Bên này mình có mấy cái con Pokemon này mọi người ơi, ở đây có ai là fan của Pokemon không? Có ba lô Pikachu rồi là cái ba lô mà hình cái quả cầu tùm lum hết nè. Trời ơi, cái con này là cái con gì đây mọi người, con chuột hả? Rồi bên này là nói chung là có nhiều lắm luôn á mọi người ơi. Ngoài các loại thú bông ra thì mình còn có mấy cái hay lắm kìa. Ví dụ như nha, ở đây là mình có giống như là cái xe nè, cái này là cái máy đẩy á mọi người. Rồi đây là mấy cái kẹo nè. Rồi bên này là mình còn có cái gì đây, cũng là cái giống như là cái thanh cua ấy mọi người, thanh cua sô cô la đó. Và bên này cũng là kẹo luôn, u là trời ơi, trong này quá trời kẹo luôn. Mấy cái máy đó là mình sẽ hốt một cái á mọi người, được bao nhiêu á thì mình lấy bấy nhiêu đó. Bên này mình có một cái máy nhảy nè. Rồi là ở đây lại tiếp tục là mấy cái máy gấp thì mọi người, trời ơi là trời. Tao nói chứ ở đây nó có rất rất là nhiều các cái loại máy khác nhau luôn để cho mọi người chơi á. Thì á, mình mà chơi hết cái đống máy ở trong này á, chắc là mình có cái địt luôn đó mọi người. Bởi vì nó nhiều lắm luôn á. Rồi ơi, mấy cái con hạt đậu này cũng cute quá trời luôn nè. Mọi người có biết con này không? Nhìn nó như là hạt đậu hay là cái quả nước á. Bên này thì sẽ có mấy cái con chó Shiba. Trời ơi, nhìn nó cute quá mọi người ơi. Có con sóc nữa nè. Rồi từ từ nha, mình sẽ cho mọi người coi cái đây nè. Ảo chưa, ảo chưa. Ngoài các loại gấu bông ra thì mình còn có mấy cái nước tăng lực này mọi người. Đây là nước Banter. Thì giống như là mình sẽ bấm nút á, nếu như mà cái mũi tên nó chỉ vô cái hộp nước nào á, thì mình được lụm cái hộp nước đó về đó. Rồi đây là tiếp tục là mọi người nhìn nè, mấy cái hộp mì mà nó siêu to khổng lồ luôn. Mọi người nếu mà đã coi cái video trước của mình á thì chắc là không có quên được á, là mình đã gấp cái thùng khoai tây siêu to khổng lồ, nhưng mà mình đã gấp được cái gì tới mọi người. Và đây á là cái mì với lại cả là cái hộp bánh mà nó to dã man luôn á mọi người. Cảm giác như là mình ôm một cái là mình ôm không nổi luôn á. Ngoài cái gấp ra mình còn có cái dạng mà đẩy á mọi người, là cái đẩy giống như là ấn cái thanh xuống á, nếu mà trúng được cái vạch màu đỏ thì cái hộp bì nó sẽ rơi xuống. Nhưng mà cái này gọi là siêu khó luôn á, dễ gì mà cái màu đỏ mình nó trúng được cái thanh kia hả mọi người. Rồi còn có cả là khoai tây chia này, trời ơi trời, tùm lum thả la luôn, toàn là đồ ăn luôn. Đây đúng là thiên đường của mấy ông á, mẹ thích ăn giống như mình rồi. Rồi á, bên này thì đến với lại khu anime á, thì có rất là nhiều mấy cái tượng anime này, trời ơi. Mà ta nói chứ mấy cái này thì chắc là nó siêu khó rồi, làm sao mà dễ mà lấy được, bởi vì cái nào cái đấy nó cũng đẹp hết trơn á. Ai mà là fan của anime á ha, thì bước vô đây á cứ như là đang bước vào một cái thiên đường luôn á. Rồi nãy giờ mình quay á thì đã có ông bà nào mà nhận ra được là chồng con vợ con gì của mình chưa? Chứ mình thấy là ở cái video trước á cũng khá nhiều người vô nhận là chồng em kìa chị gấp đi đó. Thì không biết là nãy giờ mình quay á, đã có ông bà nào nhận ra chồng mình hay là vợ mình á là ở trong đây chưa? Ở đây nó còn có cả cái con nhân vật trong cái game Genshin thì mọi người. Quá trời là cute luôn, u lè trời ơi, nhìn một cái là muốn xỉu úp xỉu đau luôn á mọi người. Nhưng mà để gấp được mấy cái này á không phải là dễ đâu. Gấp xong rồi hồi đúng là còn cái địt luôn á. Bên này còn có cả cái chuyện mà đàn tiên ống tre này mọi người, cute hụt bè quá trời luôn. Và mọi người biết tại sao không? Khi mà mình lướt lướt qua thì hồi nãy đó là mình đã mê là mê cái con dung hồng rồi. Vì vậy nên đó là mình quyết định đó là mình đi một vòng, sau đó là mình cũng quay lại cái con dung hồng thôi mọi người ơi. Mình và bạn mình hôm nay sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là tụi mình sẽ bỏ ra 1 triệu đồng. 1 triệu luôn mọi người, rất là nhiều luôn.
Thì không biết là với 1 triệu á, thì bọn mình sẽ thu hoạch được những cái gì á ở trong cái trò chơi lần này nha. Và đây chính là vạch đích của mình đây. Đầu tiên chính là mình sẽ đi gắp cái con heo hồng này, để xem là hôm nay là mình có thành công không nha mọi người. Mọi người hãy dừng video lại và cầu nguyện cho mình đi. Rồi lần gắp thứ nhất nè, mình sẽ gắp được con heo hồng ở lần đầu tiên cho mọi người coi. Lê đây bơi, nó ngay cái vạch luôn. Trời ơi, rồi cái địt luôn. Sao mà mình không hiểu sao mà cái máy của cái tay của cái máy này á, sao mà nó mềm ghê luôn á. Mình đã gắp chúng rồi mà nó không chịu lên mọi người. Mọi người hãy tiếp tục xem là bài thể hiện của mình nha. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Còn gì nữa đâu, mẹ khóc quá thì sầu mẹ con ơi. Tôi cay quá trời cay luôn, mình thể mọi người luôn á. Mình gắp bởi cái con dung hồng đấy á, là rất là nhiều luôn, mười mấy lần luôn. Là tụi nó là mấy trăm ngàn luôn, nó không có được mọi người. Xong rồi trời ơi, tụi mình tức quá, mình với bạn mình cay quá à. Hai đứa mà nó cay gì mà nó cay luôn á. Cái mình bọn mình mới chạy qua một cái máy khác là cũng là cái con dung hồng luôn á mọi người. Có nghĩa là cái máy không phải cái máy đấy, nhưng mà bên trong nó cũng là con dung hồng. Và bọn mình lại tiếp tục thử vận may để coi có được không. Mà mọi người nhìn kết quả này, ú là trời ơi tôi cay quá trời cay luôn á mọi người ơi. Trời ơi đúng là hôm nay á, là vì cái con dung hồng là mình còn cái địt luôn. Hôm trước á thì mình vì nó là mình cháy nhà cháy cửa. Còn hôm nay là vì cái con dung hồng á mà mình còn là cái địt mọi người ơi. Trời ơi tức quá mà thật đó chứ. Hình như là cái máy này nó lừa đảo hay sao mọi người. Mẹ sao bọn mình gấp nhiều lần lắm luôn mà nó không có được. Là cái máy này nó lừa tụi mình rồi mọi người ơi. Xong tới cái khúc này còn cay dữ luôn á mọi người. Mọi người nhìn cái bác kia, bác ấy sách quá trời là bị bóng luôn kìa mọi người. Có nghĩa là bác ấy câu được rất là nhiều luôn á. Trời ơi tự nhiên nhìn người ta, xong cái nhìn mình thì ú là trời ơi đúng là mình chỉ có cái địt thôi. Xong cái hồi á mọi người mình đi lướt 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 hồi á, sau rồi mình thấy cái con quỷ này nè, cái mặt nó bây giờ là đang cấu y chang cái mặt mình luôn á, giống như kiểu là tao cay lắm rồi á nha tụi bay. Xong rồi tụi mình quyết định đó là ừ thì thôi giờ cái mặt con này nó giống cái mặt mình quá cho nên là mình hút nó về thôi. Thế là chúng mình lại quyết tâm là bỏ hết tiền của ra, bỏ hết cái số tiền hồi nãy ra để hút cái con quỷ này nè mọi người. Và mọi người hãy xem kết quả nha. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cuộc đời
người nó quá chi là nó đen, với lại là nó quá trời quá đáng với tụi mình mọi người ơi. Gấp hoài mà cũng không được luôn. Thế là cái anh á mà đi chung á, là anh ấy kêu là thôi tụi bay đi ra để tao gấp cho tụi bay coi nè. Và mọi người nhìn nè, cái thứ nhất là ổng không chung. Và mọi người nhìn cái thứ hai đây, mọi người nhìn phát thứ hai, một phát của ổng ở đây mọi người. Trời ơi là trời, hôm nay mình bị cái gì á. Nào lên đi, lên. Trời ơi, cái kia một phát đầu là trượt đúng không? Phát thứ hai mọi người nhìn cái mặt con mèo nó đang liếc mình kìa. Trời ơi, mình muốn đấm nó một cái quá. Đấy mọi người, thì hôm nay là một cái câu chuyện mà nó buồn, mà ta nói chứ nó buồn mà đứt cả ruột cả gan, mà đứt cả cái quả thận của mình luôn đó mọi người. Thì thật ra là cái su cà na nó không có dừng lại ở đấy đâu, mà khúc sau là bọn mình vẫn tức quá, bọn mình lại tiếp tục là đi gắp cái con dung hồng của mọi người. Tại vì là con mèo kia nó liếc tụi mình quá, và cái anh ấy gắp được là tụi mình đã cay rồi. Sau đó là tụi mình lại trở lại với dung hồng. Nhưng mà thật ra thì con dung hồng á thì nó chỉ có ở nhà nó trung thành với mình thôi. Còn cái con dung hồng mà ở ngoài đây thì chỉ có cái nịt thôi mọi người. Chỉ có cái nịt thôi. Cho nên là hôm nay bọn mình đã bỏ ra 1 triệu. Và coi như là 1 triệu của mình á là nó đã bay xuống sông xuống bể. Và tụi mình là chỉ được đúng một cái nịt, bó nịt khổng lồ thôi mọi người. Nó cay đắng thật sự luôn á. Và không biết là bữa sau á, lấy đâu ra mà cái tinh thần mà để mình có thể là đi gấp tiếp được. Chứ mà thật là mình cay quá trời cay rồi mọi người. Mà mọi người biết sao không? Hình như là mấy cái máy mà ở đây là nó lừa đảo hay sao á. Rất là khó để gấp được luôn á. Mình đã trúng rất là nhiều lần rồi nhưng mà nó lại không có chịu ra. Vậy là cái máy nó lừa đảo mọi người. Vậy nên á, là cái trò chơi này á, ta nói là chỉ có dư tiền mới chơi thôi. Chứ mà như mình á, là chơi xong là còn cái nịt luôn á. Nên có lẽ đây á, là lần cuối cùng mà mình đến cái khu này. Bởi vì mình thấy mấy cái máy ở đây nó lừa đảo quá. Nó không có trúng gì hết trơn á, nó toàn là lừa thôi. Hôm nay mọi người thấy mình thế nào? Mà mọi người có ai mà đã từng đi gấp thú mình su cà na giống như tôi chưa? Hay để lại bình luận ở phía dưới cho tôi biết nha. Để tôi biết được rằng là ngoài tôi ra thì còn rất nhiều người su cà na giống tôi. Bây giờ thì nếu mà ông bà nào mà có coi video này thì đừng quên để lại cho mình một nút đăng ký và một like nha. Để giống như kiểu là an ủi tinh thần cho mình. Bây giờ là mình quá là đau khổ rồi mọi người ơi. Quá chi là đau khổ rồi. Bởi vì là tiền thì rơi xuống sông xuống biển, còn cái con run hồng thì còn cái nịt, còn cái con mèo thì nó liếc cái mắt mình với một con mắt rất là ảo ma Canada luôn. Xin chào, hẹn lại mọi người nha. Bye bye mọi người.